Dạ, trở lại chương trình một lần nữa, cho phép Hồ Minh Đương và nữ nghệ sĩ Kim Minh Hằng sẽ gửi một lớp trích đoạn ngắn trong tuồng cải lương được mang tên Tướng Cướp Si Tình, tức là lệnh truy nã. Các vị cho một chào vỗ tay lớn lớn. Dạ. Nguyệt Hổ Dương chút xíu em hát nha. Nguyệt nó mệt quá xíu. Trời ơi, quà tặng yêu đuổi bằng bàn tay của mẹ. Mẹ ơi, con bán tội tại trời. Mẹ ơi. Thúy Tiên, Thúy Tiên cả. Mẹ, mẹ như thế nào em hả? Đừng, ông đừng gọi tên tôi bằng âm thanh chiều mến nữa nữa. Ông là một tên tướng cướp giết người. Thúy Tiên, ông đã lừa dối tôi, dặm bừa lên điều trong trắng của đời tôi. Thúy Tiên cả, em nói gì mà anh không hiểu? Đừng, ông đừng nói nữa. Ông hãy giữ chiếc nhẫn hột sòn 11 ly đó và đến nhớ rằng Thủy Tiên. Nên nhớ rằng giữa tôi và ông chữ yêu thương. Sao vậy em? Được hai thế bằng hai tiếng hết thuộc từ bây giờ về sau. Thủy Tiên, đừng gặp nữa làm gì. Có chuyện gì nói cho anh nghe. Đàn bà đi mất một bàn tay đó chính là mẹ ruột của tôi. Trời ơi, ông là con tú hay con đường? Lấy bàn tay người nuôi dưỡng tình yêu. Tiên ơi, xin em dần cơn bấn loạn. Anh vẫn là anh, dần dần chất hiền đương. Nghe lời anh tôi đang đi. Trời ơi, thật là tội nghiệp cho anh. Chuyện mẹ em đi người ta ấm hại, anh sẽ tìm ra vật mà kẻ hung đồ. Anh xin em chớ qua lạnh lùng mà tôi nghiệp cho anh. Còn ông tôi đang hết đôi chân lý một quan tò tận nhắn tên tôi bám thì đừng đừng ông ơi đừng nói chi thêm những lời đồn mặt đây tiếp tục ru tôi vào cơn đam mê điên loạn cái giữa tôi vào chỉ một con đường duy nhất là đường ông mong đi đường tôi bước đôi ngã chia đi ai bước trời đi biệt ông bước vào đường cam mê điên loạn còn gọi đem bước đau thương mà nghe thiếu năng tâm hồn. Bạn tôi dưới thâm để chúa hận mẹ tôi bị tật quyền tôi lời hé gió tôi một kẻ ác độc kẻ chưa mất ai ơi đã cho tình ta vào trong nguyền mặt đất của quê bồ trời đồ ta những cây xa vân hồ đã đứng cả. Tại sao em cứ nguyện rủa anh mà em không cho anh nói? Em có biết là anh đang đau khổ lắm không em? Em có biết là anh sắp điên loạn không Thủy Tiên? Còn đau khổ nào anh mà ông bao tôi dàn cẩn mi bằng ông thanh lấy điên qua dân hành với tôi ai em cứ cho tôi để mọi chuyện xưa giờ như chiếc lá thì bỏ cảnh tình đi vào đèn môi thì ông ơi đi. Lời ngọt ngào cho lòng đêm cao càng đêm cay xe khi lòng cha ông đã nói tay đeo đời đời đêm nắng trong khi lòng tôi đã hết tiếng răng và mỗi lần đầu
Thủy Tiên. Thủy Tiên à, em hãy nghe anh nói. Anh về đi mà. Thủy Tiên ơi, anh như cánh nén trao nghiêng lần xuống phương Nam tránh cơn tuyết giá. Còn em, còn em là ánh nắng ban mai, là cội cành xanh lá, cho chim nhỏ cô đơn có nơi xây tổ ấm. Thì xin em chớ vội ra đi, trở thành cơn bão cuốn xoay, đợi anh vào cơn gió giang hồ. Văn lăng ai nỡ gây ra sóng gió ba đào. Thủy Tiên, nếu em nghĩ anh là tên tội phạm, anh sẵn sàng, anh sẵn sàng chết trước mặt của em. Thì không cần ở đâu, cuộc đời của anh lần đằng lao đao, dối mắt nhìn đời lạnh lùng ác cảm. Tình yêu của em như giọt lệ xanh kỳ diệu, tươi mát đời anh vơi với tình hồng. Trời ơi, lời đường mật che cho tấm lòng gian dối. Người cô ông ba là nhẹ tinh ghê, tôi đã làm yêu một kẻ yêu nhẹ nhẹ. Cài nắng buốt tê đầu lưỡi ông ơi. Thủy Tiên ơi, lời kết đá của em càng lưỡi dao nhọn, anh xa rời như kẻ bị khoanh tay. Không, anh không nhiều lời suy đoán của anh. Anh vô tội mà. Anh vô tội thì làm sao anh nhận tội chứ. Một kiếp gió sướng nửa đời ngang dọc, quay ngược trong trời chưa từng đụng sợ về hiệp quy. Em đừng hiểu lầm rồi làm tan vỡ tình ta. Tiếng ơi còn gì đau đớn xót xa, nhìn em đứng để bà đào rồi tâm hồn. Ông im đi, ông càng nói tôi càng lộ ra chân tướng. Sự thật thế nào tôi đã rõ tâm nhớ. Thủy Tiên, tôi thấy từ đây mình dần biệt, chọn chặt nhất tình trong hờn quá duyên. Thôi, dạ rồi hết. Ông phải về đi. Chưa, còn đứng này xíu nữa.